Để tránh tình trạng người dân ồ ạt chuyển đổi, lai ghép giống cây nhãn theo thị hiếu người tiêu dùng mà không có định hướng, những năm gần đây, việc quy hoạch vùng trồng nhãn được huyện Ân Thi quan tâm để hướng đến sự phát triển bền vững. Hiện nay, 60% diện tích trồng nhãn ở xã Tiền Phong là nhãn siêu ngọt. Khi mới xuất hiện, nhãn siêu ngọt có giá từ 80 đến 100 nghìn đồng một kg. Nhưng khi diện tích được mở rộng, giá nhãn còn từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg. Những năm trở lại đây, khi các giống nhãn cùi cổ, đường phèn được thị trường ưa chuộng, người dân lại tập trung ghép giống nhãn này. Lo lắng tình cảnh cứ ồ ạt mở rộng diện tích, đến khi thu hoạch thì giá giảm. Hợp tác xã nhãn Lồng Bảo Tiến đã chủ động quy hoạch diện tích trồng theo từng giống nhãn. Tuy nhiên, cũng chỉ trong phạm vi thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã thống nhất là bây giờ hiện nay mình không nên ồ ạt. Chúng tôi có một đề quy hoạch mỗi một thứ 30% thôi. Nhãn siêu ngọt đang ở mức độ hiện nay đang 8% đấy. Chúng tôi cố gắng tới đây thì tôi phải chuyển dịch dần dần làm sao còn 5% thôi. Để các nhãn khác, ví dụ nhãn đường phèn, nhãn cùi và nhãn lồng sớm chăm sóc hiện nay chúng tôi đang chuyển sang tức là hữu cơ rồi, đảm bảo chất lượng lâu dài. Tương tự như vậy, tại xã Hạ Lễ, những năm gần đây, người trồng nhãn có xu hướng ghép cải tạo các giống nhãn cổ như đường phèn, cùi vân. So với giống nhãn được trồng đại trà phổ biến thì giống nhãn này cho hiệu quả kinh tế cao gấp từ 2 đến 3 lần, lại được thị trường ưa chuộng, diện tích ghép cải tạo tăng đều qua các năm. Đến nay, diện tích ước đạt khoảng 6 hectare, tổng sản lượng ước đạt hơn 20 tấn. Việc quy hoạch vùng trồng nhãn đã được quan tâm, chú trọng hơn trước, nhưng vẫn chỉ ở quy mô nhỏ trong phạm vi thành viên, các hợp tác xã và tổ hợp tác. Ghép và cải tạo phải làm sao quy hoạch gọn vùng gọn cánh, đủ diện tích, đủ điều kiện chăm sóc và những người hộ phải có những tầm nhận thức và hiểu biết nhất định về phương pháp canh tác nhãn thì chúng tôi khuyến khích chuyển đổi để tránh cái tình trạng là chuyển đổi cách ồ ạt, không kiểm soát được sản lượng, diện tích và chất lượng sản phẩm. Huyện Ân Thi hiện có hơn 450 hectare trồng nhãn. Năm 2022, huyện ban hành đề án phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung áp dụng quy trình Việt Gáp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, vùng trồng nhãn được quy hoạch tập trung tại các xã như Hạ Lễ, Tiền Phong, Đa Lộc, Hồng Vân. Huyện Ân Thi cũng chủ trương không mở rộng diện tích mà ghép cải tạo giống, ứng dụng kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện đang tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho các sản phẩm từ nhãn.